Sáng nay, lãnh đạo huyện Anh Sơn đã đi kiểm tra tình hình thiệt hại, chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả do mưa lớn tại một số địa phương. Tính đến 11 giờ trưa nay, mưa lũ đã làm một trường học bị ngập, khoảng 900 hecta lúa hoa màu, cây công nghiệp như mía sắn bị ngập gãy đổ, gần 380 hecta diện tích ao hồ bị tràn. Ngoài ra có 400 mét đường giao thông bị sạt lở, ngập, có hai điểm bị ngập sâu không đi lại được, 12 cột điện bị đổ gãy, 80 hộ gia đình bị sạt lở đất. Hiện nay, mực nước ở sông Lam và các hồ đập trên địa bàn huyện vẫn tiếp tục lên nhanh. Trước tình hình đó, lãnh đạo huyện Anh Sơn chỉ đạo các ngành chức năng và các địa phương cùng với bà con nhân dân sẵn sàng các phương án ứng phó với mưa lũ, theo phương châm 4 tại chỗ, tổ chức trực ban 24 trên 24 giờ từ huyện đến cơ sở để chủ động xử lý các tình huống có thể xảy ra, nhằm giảm đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản. Hôm nay, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký công điện chỉ đạo tập trung ứng phó và khắc phục hậu quả mưa lũ. Thủ tướng yêu cầu Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai và Ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, các bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh triển khai 6 nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, đặc biệt lưu ý phải khẩn trương rà soát, sơ tán ngay những hộ dân ở khu vực nguy hiểm, không đảm bảo an toàn, kịp thời hỗ trợ lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm cho các hộ có nguy cơ thiếu đói, triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn các cơ sở hạ tầng đang trong quá trình thi công đê điều hồ đập nhất là các công trình sung yếu sẵn sàng lực lượng để cứu hộ cứu nạn khi có tình huống xảy ra nhằm đảm bảo an toàn tính mạng hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người tài sản của nhân dân và nhà nước